Tonight we are welcoming two new people who just joined us for the Chan Chi. Tối nay chúng ta hoan nghênh hai mấy cái vị mới tới tu thiền của chúng ta. We welcome you and we're glad to hear Miguel and Thanh An. Okay. Miguel is from Europe and Thanh An is from the wonderful state of Illinois, where I was as well. Hai người này, một người thì từ bên Âu Châu qua, một người thì bên Mỹ Châu qua. So if it's anything that we can do to help you stay here and help the cultivation, please let us know. Nhưng tôi có giúp được gì quý vị, xin nói cho biết. The Chan Chi is very grueling, so you try your best. Cái thiền thất nó rất đòi hỏi cái sự tinh tấn vô tận, thành ra cái gì cố gắng hết sức thôi. You try your best, that's all you can do. Okay. We don't realize how wonderful it is for us to be able to get together. Quý vị không biết, chúng ta là rất là may mắn có cái cơ hội để mà tụ họp lại với nhau để cùng tu. We have a chance, the facility and the support to be able to meditate all day and night. Chúng ta có cái cơ hội mà có thể bỏ cái ngày cái đêm ra mà luyện thiền, để mà thiền. It's just a very, very auspicious thing. To be able to pull it off. Cái thiền được cả ngày đêm như vậy là một cái chuyện rất là cát tường, rất là tốt là có thể xảy ra được. And then you don't realize that most people who cultivate like this, they tend to get out of balance. Thường thường những cái người mà tu hành như các cao như vậy, thiền nhiều như vậy đấy, thì họ mất cái thăng bằng. To sit all day is an unnatural thing to do. Ngồi cả ngày thiền cả ngày là một cái chuyện nó không có tự nhiên. And therefore your body and your mind get out of balance, bởi vì cái tâm và cái thân quý vị nó bị mất thăng bằng. And that's why every evening we make sure we speak Dharma for you. And bởi mỗi tối chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe. You don't realize how important it is. This is what enables you to help. It's tremendously helpful for your overall practice in near term as well as long term. Cái sự nói pháp này nó rất quan trọng cho cái việc tu hành này trong gần đây nhưng trong tương lai. Okay, so this is with this kind of spirit that we encourage you to be open-minded and speak your mind. Thành với trong tinh thần đó, thầy khuyên quý vị nên cởi mở cái tâm tư ra và chia sẻ cái tư tưởng và những cái gì trong lòng của mình. Okay, because chan is a straight mind. Tại vì thiền tức là cái tâm. Whatever it is we speak, we're not worried about being right or wrong. Mình cần có gì mình nói đấy, mình cần biết đúng là sai. Okay. Any questions about this? Mà thắc mắc gì không? Okay. The Chan Dharma door we have since every night we. There is a really no real schedule except respond to your needs. Thực ra mỗi nói pháp như vậy, không có một cái chương trình gì rõ ràng, chỉ hưởng ứng theo cái nhu cầu quý vị thôi. So feel free to ask questions or interrupt me should you have anything that you would like to be resolved. Thành cái việc tự nhiên mà thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy. Now the Chan school we're learning here is
from is originally from China. Cái phương pháp thiền chúng ta luyện đây là phương pháp của bên người Hoa. Okay. The Chinese monk who is credited with bringing Chan to China was Venerable Bodhidharma. Cái vị mà người tăng mà được công nhận là cái tổ sư của thiền bên người Trung Hoa là ngài Bồ Đề Đạt Ma. He brought the Chan training technique, the Chan Dharma from India to China in around the 5th or 6th century. Ngài đem cái pháp môn thiền tông này đó từ bên Ấn Độ qua bên Trung Hoa khoảng chừng thế kỷ thứ 5, thứ 6. Okay. Bodhidharma originally was the youngest of the three princes of an Indian king. Hồi trước ngài Bồ Đề Đạt Ma vốn là một trong ba vị hoàng tử của con của vua bên một cái vua Ấn Độ. And the Indian king was very respectful towards the Buddhist monk, therefore he invited the 27th patriarch to come to the royal palace for offering. Thì hồi đó vua cha nó rất là sùng kính đạo, thành ra mời thỉnh cái vị tổ thứ 27 tới vào hoàng cung để mà nhận cúng dường. Okay. And so the 27th patriarch of the lineage straight from Shakyamuni Buddha, cái vị hàm tổ thứ 27 của cái dòng chánh pháp đó mới đồng ý. And he went to the palace and he talked to the three princes. Thì ông tổ đó mới tới ngài tổ đó mới tới hoàng cung và nói chuyện với ba cái hoàng tử. And he noticed that the youngest one, the third one, is pretty bright. Ông để ý người hoàng tử thứ ba đó có cái trạng thái rất là phi thường, khác thường. And so he asked these three princes to discuss, to debate among them the concept of mind. Nên vị tổ đó mới hỏi ba hoàng tử đó bàn luận về cái chữ tâm. Thì tiếng cái tùng mà nha. Tức là đi ở sự chi dụ tạo hoàng cung sâu rung dạng. Ta đào nà biên khan đào san vây hoàng tử. Hoàng tử. Đi san hoàng tử rồi yếu thơ biệt đờ hình xạc. So yếu ta vân nà xie san gà hoàng tử. Yào ban luôn nà gà biên luôn chắc xin đờ kì sư 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 mà. And he noticed that the third prince made the most sense. He understood the most, and he was able to have a deepest understanding of the concept of the mind. Ông Duyên thấy rằng đó, cái vị hoàng tử thứ ba này mới hiểu được cái chữ tâm rõ ràng nhất. Đi san cái quảng dự sự sự liễu chia được cái cái xin đó ý sự. So, So the patriarch was very impressed. He stayed on and taught the third prince and renamed him as Bodhidharma. Dharma means penetration. Rồi ở lại dạy người hoàng tử thứ ba đó và gọi hoàng tử, đổi tên hoàng tử là Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma tiếng Phạn có nghĩa là thâm nhập được rất thâm sâu. Rồi ta lìa treo lại quay treo nó là đi san của hoàng tử hai sự giao gà điên nó là hoàng tử là miễn dự tạo vũ trí tả bộ chứ sư dẫu hình sinh để lãnh chuyện. Ok.
And after he's done teaching, the third conference, the third prince, he says, if you want to create a everlasting accomplishment in your life, you need to leave the home life and then go to China and bring Buddhism to China. That's your mission. Trước khi mà từ giả, ngài tổ nó mới nói là nếu như con muốn làm một cái cuộc đời con có ý nghĩa làm đại sự thì con phải xuất gia và con phải đi đem cái pháp môn Phật pháp này qua bên nước Trung Quốc. Sư ta说thì nếu mà giao giao tận cái hành ta的 tạo nghiệp, 你应该, 住家, 跟, 然后, 然后, 拿这个佛法到中国去. Okay? So that's exactly what Bodhidharma did. At the age of 80, he went to China. And lúc mà tới 80 tuổi, Bồ Đề Đạt Ma mới nhớ cái chuyện đó, mới đi qua bên Trung Quốc. Okay? And so you don't know how difficult it is because it's a very long travel. There's no 747 back then. Vì không biết ngày xưa đó đi du hành rất là cực khổ, không có máy bay đâu. You travel long distances on foot, sometimes on by boat. He went to by boat to Nanhai. He went ông Bồ Đề Đạt Ma mới qua bên Trung Hoa, bên Nam Hải. So the emperor Liang heard of him, invited him immediately to go to the royal palace for offering. Thì ngài Lương Hoàng Đế đó nghe được danh của ngài Bồ Đề Đạt Ma, thành nó mới mời vào hoàng cung để mà cúng dường. So Liang Wu Di xin cái Bồ Đề Đạt Ma đó chủ sư tao hoàng cung cung dường. And he asked him, I built a lot of temples, I sponsored a lot of monks and nuns to lead the home life, I helped them practice. Have I created any merit and virtue? Thì Lương vào đây hỏi, tôi đã thiết lập rất nhiều chùa chiền, tháp tự. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người xuất gia, nam nữ. Tôi đã giúp họ tu hành, cúng dường, tứ vật cho họ. Thì như vậy tôi tạo được công đức gì không? Ta说, 我, tạo là hình đô sư nghiệp, phổ tả. Bodhidharma says, you have no merit and virtue whatsoever. Then Bodhidharma nói là không có công đức gì hết. He says, none. No merit and virtue. Yes, mom. So there's no Buddhism yet. So what kind of temples was the king building? That's a good question. Maybe Korean temples? I don't know. Why do you ask details like that? I read. Ngô Đồng Bắc Bẻ thầy, cô hỏi là hồi đó chưa có Phật pháp là sao vậy? Chưa xây cái chùa gì vậy? Oh, maybe Taoist. Taoist temple. There you go. Taoist. Đó là sự hồ hãy mê dầu nên là phổ phà đó. So, Liang Wu Di giao là nãy chung là sự nghiệp. Tôi nói, tôi không biết Tao, có thể là Tao Chào là sự nghiệp. Sẽ biết được. Huh? There are many Buddhism temples there. What kind of Buddhism?
More like the original one. Original? Yeah. No, you're wrong. There's only one original Buddhism. I mean, not it's Mahayana. Well, the emperor changed that to Mahayana. And he ordered every monk to do the experience. He changed it. Oh, is it Hinayana? This emperor who to make Buddhism vegetarian. Really? Is this the emperor who forced everyone to become vegetarian? Yeah, he made a mandatory vegetarian. I didn't know that. See, this guy reads history books, so in Chinese, it's probably more accurate than ours. But the Chan Buddhism is new. Yeah, there's no Chan. There's no Chan Buddhism back then. Back there, actually, what he fails to understand is that back there, there's Buddhism already. Okay? Thời đó đã có Phật Pháp rồi. But no Chan, nhưng đây không có thiền tông. There are the Dharma doors they have. But not the Chan school. Hồi đó đã có Lục Tông, đã có Giáo Tông. Back then, there is Vinaya, as one of the first to come, and then the teachings. It's available already. Ngay hồi đó đã có giáo và có luật rồi. Back then, the temples were the temples that practiced Vinaya or that practiced the Dharma speaking. Đó là hai cái loại từ là chùa. Là chùa tu luật hoặc là chùa nói pháp. Agree? Is your record the same as mine? Okay, but no chan, hồi đó không có thiền tông. Right. So what happened is that there might be Vinaya and the teachings, they explain sutras and scriptures. So hồi đó mặc dù có luật này, họ tu luật này, mặc dù họ tu mấy cái lời dạy của kinh điển này. But this, here's the bottom line. No one was getting enlightened in China. Nên đều không ai tu mà đắc giác ngồi. Nãy xí hồ hay xí yếu lư đi sư miệng hay xí yếu chào đi sư miệng, mấy yếu chán sư miệng. Hay mấy yếu chán, chán tung. Yes? Pure Land was there. Only one Pure Land temple in Lu Mountain that no one knows about yet. Yeah. Pure Land was not very popular back then. Not yet. Primarily Vinaya and teachings. So đó, có đã có tình độ tông, có cái chùa Lưu Sơn Tự này. Nhưng điều đó ít người biết lắm. Okay. Tôi nói, không có chán tông, cho nên, thực sự, lúc đó, nhiều người tu hành Phật pháp, đại thừa Phật pháp, nhưng, không có người giác ngộ. Okay, không có người được giác ngộ, không có. Okay, that's very important to make that distinction. A large group of practice, but no one attain enlightenment, realize enlightenment. Why? Because there's no way, there's no method to teach them how to become enlightened. Hồi đó cái quan trọng mình nhớ rằng hồi đó mặc dù người ta tu nhiều nhưng không ai đắc cái ngộ. Tại sao vậy? Không có phương pháp giúp họ đắc giác ngộ. Okay. If you study the Vinaya alone, you will not become enlightened. Nếu cái gì mà tu giới không á, không giác ngộ được. If you only practice the teachings alone, you're not going to become enlightened. Back then, hồi đó mà tu giáo cũng đắc giác ngộ. Yes. Vinaya is the precepts. So far, so good. All right. So it was revolutionary. This is the same thing that happened when Master Shunga came here as well.
có một cái sự song song khi Ngài Thiên Hóa đem cái đại đại thừa tới đây. There were Mahayana scriptures here. Hồi đó đó, 1960 đó, khi trước khi Ngài Thiên Hóa tới đó, có cái giáo ở đây. Ok? There were Hinayana ở đây. There were Hinayana over here. Có cái tiểu thừa ở đây. Ok? The Zen over here. Có cái thiền Nhật bản ở đây. There's some Korean Zen over here as well. Son, Korean Son. Yeah, thank you very much. Sorry about that. Hồi đó cũng có cái thiền tông bên Nhật nữa, gọi là Son. Na chi ho, chi hoa pha sư tao Mỹ Quốc de shi ho, yi jing you jiao, you lü, you yi dian lü, you xiao sheng, you Zen, you Son. Son. You're welcome. Son. No, thank you. Okay? Yǒu tiān. You know, the Vietnamese have tiān as well. Okay? They're very, very proud of it. Yeah. But no one. There's no official training method for you to become enlightened. Nhưng nếu đó, chưa có thể gọi là chánh pháp tới tại vì không có phương pháp để mà giúp quý vị đắc giác ngộ. Is it clear? Any questions about that? Soul cannot help you get become enlightened back then. Now I don't know either, but I doubt it. Okay? Any question? So similarly, so that's why Bodhi Dharma, the Bodhi Dharma boy he brought to China was revolutionary. Same thing what Master Shihua brought to the U.S. is revolutionary. Never before available. Thành cái chuyện mà thầy kể chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài cho quý vị thấy sự song song những chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp đại pháp qua Trung Hoa, ngài Thiên Hóa đem cái đại pháp qua nước Mỹ là một cái chuyện song song với nhau, chuyện một cái đại sự. Rồi, Bụi Chỉ Tả Mộ Đờ Chủ Sư ban nó Ta Sơn Đồ Phổ Phả Tao Trung Quốc là hình ta để sự chuyện. Xuyên Hoa Phả Sư ban nó Ta Sơn Phổ Phả Tao Mỹ của Hế Sư Sư Y Yang đều là hình ta để sự chuyện. Ok? So anyway, going back to the meeting between the Emperor Liang of the and Bodhidharma, trở về là cái sự đàm thoại giữa ngài Lương Võ Đế với là ngài Bodhidharma. So the Emperor says, "No merit and virtue." Ông Hoàng Đế mới nói, "Không công đức hả? How is it possible?" Okay, So the emperor says, how could you possibly say it's no virtue? Okay? What did Bodhidharma say? He says that the merit and virtue that you create from your act are without flaws. Ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời, khi cái phước báo mà Hoàng Đế Bệ Hạ đã tạo ra đó là hữu lậu. Bồ Đề Đạt Ma nói, "Tôi nói, ngài đệ công đức là mỹ diệu, vì vì là ngài đệ công đức chỉ là hữu lậu công đức. Okay, without flaws. What does it mean? It means that pretty small results. Cái đó là kết quả nó nhỏ lắm, hình xẻo lắm, không được. Tại nhân gian gần thiên sang được không được. These small results are only the blessings you accrue in human and the heavenly realms only. That's it. Okay.
Nó chỉ cái lậu, hữu lậu có nghĩa là những cái quả báo nó nhỏ nhỏ trong vòng nhân thiên thôi. Okay. So what does it mean? Small. Nhỏ nghĩa là sao? What does it mean without flow? Hữu lậu nghĩa là sao? It says, it is like a shadow follows its form. Giống như cái ảnh mà nó chạy theo cái hình. Hào xăng sư yên sủy trở. Sơ. Tiếng ở đồng mà. So even though you see a shadow, but it's not really real. Thầy nói là mặc dù thấy cái ảnh, thấy cái bóng, nhưng đều nó cái với cái bóng đó, nhưng thực sự nó không phải là thật. Ok, nhìn khan nó gây yên dự, sẽ bú sư chân sự được. Ok, that's what that Bodhidharma explained. So the Emperor Liang said, so what is the true merit and virtue? Thì đương bỏ đế mà hỏi, vậy chứ công đức cần chân thật là gì? So he, Liang Wu Di won, 真正的功德是怎么样？是什么？ Your mind must be completely pure. Okay? And your substance must be empty. And empty and quiet. Cái thể nó phải vắng lặng và trống không. Nhị đó thì ngài xiao cùng gần chỉ trình. Okay? Then it's called merit and virtue. Thứ như vậy mới gọi là công đức. Là thái sự theo tổ cung thở. And this kind of merit and virtue, cái loại công đức này, sẽ trùng được cung thở. Bất khởi gì, gì sư chiên đờ sư chỉnh, hào sang trào miào, sang in chinh lại chiều. Mà nói rằng cái loại công tới chân thật này không thể xây chùa, không thể yên kinh, không thể bắt ăn chay mà có thể cầu được. He says this kind of true merit and virtue cannot be obtained by printing sutras, by building temples, okay, by aiding the sangha. Okay. Any questions? So it's a merit and virtue that has outflow, that has marks. Are not very significant. Then the merit and virtue without marks are much greater. I said that's correct. Mm-hmm. Merit and virtue with marks, like building temples, things that can be seen, are not much. They bring you to the heavens. Give you good life, that's it. It will not bring you the ultimate fruition of Buddhahood. Công đức mà xây chùa, từ xây chùa, yên kinh, lập trai tăng, thì nó là công đức khó lậu. Thành ra, mặc dù nó có, nhưng điều nó không đem khi về tới cái Phật quả được. Any questions about this?
有问题吗？Yeah. In the sense, other religion pay emphasis on the building temples, yeah, doing charity work, yeah, yeah. Giving money to us, clerics, yeah. Offering cars to us, Mercedes, Ferraris, so boats, helicopters. Objection. I think you shouldn't say all the religions because you don't know them. You're not practicing them. You only see the surface what is not properly practiced and say what the religion is not good. No, I didn't say not good. I used to be in another place. He used to be Taoist. Now he's trying to become Buddhist. And we kind of don't believe he's sincere yet. Yeah, even Thorn had that problem. Yeah, not just Thorn, God. And Thiem as well. Yeah, they have the same problem. Or the people were undetermined country of origin, they have the same problem as well. Mm-hmm. Even Portuguese, they have the same problem. They don't know what no market means. Hmm? 无相的是什么意思？没有很多人很多宗教可以懂的，就是好像说修桥啊、道路啊、做好事啊，就不用告诉人家，不要给人家知道。可是还是有相。那么就是如果告诉人家的时候，就变成你看，你修理的路。是有相的，对不对？啊、She says, when you repair the road, you build bridges, and don't tell others, that's without mark. I say, no. It has marks, because you still have bridges, you still have roads, you still have temples. Yes?Thế nếu mà nói xây chùa, xây cột cống, xây đường, sửa đường, rồi xong không nói cho người khác, cái đó là vô lậu, thì nó không có, nó vẫn có lậu. Nhưng tại sao ấy? Cái chùa nó vẫn còn cái tướng của cái chùa, cái đường nó vẫn còn cái tướng của cái đường, vẫn còn thấy được như thường, nó vẫn có tướng như thường, không phải là vô tướng được. So what is, do you agree or disagree? This is very important to understand. This is why it's so revolutionary. What?The Bodhidharma, Venerable Bodhidharma said to the Emperor Liang is so revolutionary, so profound. It's not available before in a Chinese knowledge base. Thì cái gì thấy một cái chuyện mà ngài Bồ Đề Đoàn Ma mà nói với ngài đương Võ Đế không, là nói là cái cung tớ công đức của vô lậu này là một cái quan niệm mà trước giờ chưa bao giờ có, người Tàu chưa hiểu được, cho sâu xa như vậy. Thì chính cái tùng mà ta sửa giao su giảng vụ đi sẽ hình sinh đờ đạo lý, liền đạo giáo cũng không có đâu. Back then the competition for Buddhism was Taoism.And even the Taoism does not have such a high principle. In one sentence, no mark. And then Tao Sư Ấn Độ, là hồi xưa mà kiểu đạo giáo là cạnh tranh với bên Phật giáo đó, hồi đó đạo giáo rất là thịnh hành, mà cũng có được cái hiểu cái câu là vô tướng công đức, vũ xiang công tử, sẽ hành sân sân đó, nghèo lý.
a wonderful principle called markless merit and virtue. Markless blessings. Công đức vô tư. Think about it. You guys are always looking for volumes and volumes of Mahayana principles. Để đời ta học cũng học sách, học một sách, sách này với sách nọ về cái giáo lý. Mà không ai biết cái quan trọng là công đức vô lượng. This is why people study the principles. They don't get become enlightened because they don't understand the principles of enlightenment. Bởi vậy, hồi xưa cái thời đó, trước khi Ngài Bồ Đề Ma tới, người ta tu rất nhiều, tu rất lâu, nhưng lại không đắc giác ngộ tại vì không hiểu giác ngộ là cái gì. Na shi hou, hen duo ren yan qiu jing dian, hen duo ren xiu xing jie lü, ke shi hai mei dong shenme xiu xing cai cheng po. Any questions about this? Yes, sir. Maybe you had a question. I'm not sure exactly which part she's referring to. She said, does this mean that we need a good mind and body to reach enlightenment? No. You don't need to go on a good mind advisor and get reach enlightenment. Vậy câu hỏi là như vậy thì mình cần thiền trí thức mới đắc giác ngộ. Thế nó không cần. You can attain enlightenment by yourself. It's not true. Có thể nói không cần. Cái việc có thể đắc giác ngộ, từ một mình đắc giác ngộ được. Thì có gì chứ gì? Chỉ cần là đủ ý cần tự tạo chế vụ. Vì sự đạo dự đức chan chư sư trả chế vụ. Trả chế vụ. Is that clear? If you know the proper Dharma, you practice it, you can get enlightened yourself. Nếu quý vị biết cái pháp tu, phương pháp tu, thì quý vị có thể đắc giác ngộ, không cần thầy. Questions? I thought you know one will ever ask. You actually answered this question before. Yeah, I did. How did I answer it? You don't know, you have to have a lot of blessings to be taught the good proper Dharma. It's not a direct answer for that. Anyone? Yes, sir. What do the Taoists have to say? Proper Dharma, of course, they get from right teacher, right? Right teach. From right teachings, yes. Right teachings. Yes. From right teachings. Yes. How do you know you're a teacher? How do you know you're a teacher? Well, there's lots of things we come to that. But like you, it's taught by a right teacher, then it's the right Dharma. And taught by an enlightened teacher, it's the right Dharma. Enlightened teachers never teach wrong Dharma, never. Anyone else? Any other questions? Yes, sir. Các pháp thì tự nó vô ngã, nó không có theo
Nếu có ba ngọn thứ tư thì trong đó cái giáo nó có rồi, hồi đó cái giáo đã giảng cái đó rồi, đâu có nghĩa là họ giác ngộ đâu. Hồi đó cái giáo đã giảng như vậy rồi, đâu có giác ngộ đâu. He says that for the four seals, that the seals is the proper dharma. It says impermanence, no self, suffering, and emptiness. And I said that's part of the teachings already, stored already in China. It doesn't mean you get enlightened because you know that. Anyone else? Thank you. My student is not very bright. It's so clearly. We are a chant class. What else is there? You know, obvious to you? That's what's missing with the chant principles. Thấy rõ ràng không? Giáo nó có, luật nó có, bây giờ lớp này lớp thiền thì có lớp thiền với lại thêm cái bổ túc nó còn lại mà chưa có thôi. Nào có thể miễn thiền mà. Dì chinh dầu chào, dì chinh dầu lưu. Thái với dầu chán. Dầu chán phải khởi dì chế vũ, chế vũ. Dầu chán phải dầu tầm vũ xăng đó. Chiêu xỉn cái phần. Isn't it obvious? Isn't it obvious that there is a principles already, there is a precepts already, but there is no way, no specific way to teach you how to get there. Until Chan came along. What they understood was words. Something called, like the Taoists would pick up a Vajra Sutra and they say, Wu Xiang Fa Men, Markless Dharma Door. But it's only words. It doesn't mean anything to them. They can contemplate it until the end of time. They will not be able to understand it. Các vị thấy không? Từ xưa đó, mà bên đạo giáo họ đã từng nghiên cứu kinh Kim Cang rồi. Họ nói cái phương pháp này, pháp này giác ngộ là vô tướng pháp môn. Cái vô tướng pháp môn là cái chữ. Họ cứ ngồi ngẫm nghĩ cái chữ đó cả đời, cả triệu kiếp nữa, nó không bao giờ hiểu được hết. Phải có cái phương pháp mới thấy được cái đó. Tính nó tụng mà. Tao chào đờ siêu sinh đờ rừng. Yi chinh tao phổ chào li chinh điện. Khá nơ gờ chinh càng chinh. Sổ chào đờ. Wu xiang phà mẩn. Wu xiang phà mẩn. Chữ sư. Chữ sư. Hẳn đu tư. Thế thứ hai. Ta quan đờ gờ. Wu xiang phà mẩn. Giao quan hẳn chịu. Hãy bú cỡ yi tụng. Hãy tụng bú liệu. Vì vậy, vũ quan pháp môn chỉ sư tư ở gì. Nhi yên ai yếu chán đa siêu sinh đa phán phá chả cơ yếu tụng chả cơ vũ xiang pháp môn. Đối với đây. Thông ý bức thông ý, đạo chào đa rần. Make sense to you? So what happened is this. The Taoists already went to the store, the Buddhist store, and researched the Buddhist teachings. They searched something called markless, no mark, Dharma Door practice. And they said they come back and they investigate all the principles and they couldn't understand what it means. They have no way,
no secret practice that enables them to understand it. This is what Chan is about. Chan has secret practices that enable you to eventually understand it. That Son didn't have, that Tien didn't have, that Zen didn't have before. And one of them is Chan Qi. You do the Chan Qi, you plant the seeds to be able to understand that Wu Xiang Fa Men, Markless Dharma Door. That's what Chan does. Every time you come and meditate, you are planting the seed to, in the future for you to understand this Markless Dharma Door, what it means. That's how important it is. Don't think it's such a minor thing. You come here, you sit for an hour or two, and you know, it's so boring. I can't stand it. It hurts so much. It's so boring. Oh my God, what I'm doing here. You're a bunch of ingrates. Okay? We're doing you a great favor. We're helping you plant the seeds for your own eventual enlightenment down the road. And this is what you are, show your gratitude. Master is so boring. I don't know what he's doing. I mean, but all day we waste our time, waste our lives. We have a hard time explaining to our family, our loved ones, why would, what we're doing here. Why would take a week off to come and do a Chan Qi? It's a waste of time. Every time you do a Chan Qi, you plant in the seeds of the most superior quality seeds for you to become a Buddha. Mỗi lần cái gì mà tới bởi vì cái tuổi vô ơn bạc nghĩa vì vậy đó. À, ngồi thiền nhưng quan đang ngồi thiền trời ơi sao mà buồn ngủ quá, trời ơi sao mà chán quá, hết chuyện làm rồi. À, nhà người nhà tới cầu nhau. Trời ơi sao mà cứ tới chùa hoài bỏ bê chúng tôi. The family says what are you doing and neglecting us. Even your niece will have to come to the temple to say hello to you. Cháu mình phải tới chùa mới gặp được mình. Thấy con nhỏ, you remember that small girl today? That's her niece right there. Ah, now we're going to talk Dharma. You see? Đúng không? Con cháu mình nó phải tới chùa mới gặp được mình. Chứ còn ở nhà nó không gặp. See? So her sister, her younger sister had to bring her daughter to the temple to come here have lunch so that her niece can say hello to Bồ Yin. Isn't that horrible? Thấy mà thấy cái lòng nó đau đớn dễ sợ, nó quằn nó trời ơi sao mà gì sao mà ích kỷ như vậy. How can she be so selfish? Nhỏ tiến bộ hả? Em á, nhỏ em tiến bộ hả? Có tiến bộ khác nhiều chứ hả? Phải không? Ừ hư như là không? Có tiến bộ hay là chị nói ờ vậy thôi? Nhỏ em đó. Có đổi nhiều quá chứ. Nhìn hả? Vì em biết nhìn nè. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Tôi nghĩ là I was taking a digression. I was asking Wu Yin, actually, because it's the first time today I saw his sister after a month or so. Một tháng trước gặp cái cô đó, okay. Gặp tháng sau gặp nữa, ngày hôm nay gặp là thấy đổi hẳn. It's amazing. You guys don't notice it, but today we have a visitor. Her younger sister came to the temple, brought the daughter, the tiny baby, to visit the temple because the niece doesn't get to see Guo Yin anymore.
We're in high tier, the temple. So she had to bring the daughter here to say hello and have lunch. And Wu Yin says, her younger sister changed. And I agree. A month ago I saw her, she's drastically changed. And then even Wu Yin says, even the daughter has changed. No. Thiệt không? Đổi thiệt không? Con nhóc nhóc nó đổi thiệt hả? Đổi cách nào? Đổi chỗ nào? Chuyện khó tin mà có thật không? Tiên Tùng mà. Yeah? What happened? Oh, it's a Vietnamese thing. Unless it's Vietnamese, it's meaningless to you. Unless you're Korean, you know, it's no sense in talking about soul. Yeah? Any other, anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? What do you mean, that's it? We're discussing very profound principles. She added that the daughter, the niece, has changed drastically as well. Like she's changed so much. Like she's happier and she's proud and so on. And she also says in Vietnamese that her younger sister is now very patient and would yield, has learned how to yield to the husband. Okay, which is something she never did before. She wouldn't yield to her husband before. It was fighting. Okay. And because of that, that change in attitude is reflected in her daughter's behavior. The children mimic the mother and father attitude. Con nít đó, nó bắt chước cái thái độ của cha mẹ của tụi nó. That's why I'm trying to tell you that when you parents, your cultivation is important for your children's welfare. Thành quý vị đừng nên coi thường bậc cha mẹ, cái việc tu hành của quý vị nó ảnh hưởng rất lớn lao cho con cái quý vị. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? So going back to the chan concept, trở về cái thiền. The chan we're practicing here is is enabling you, is designed to enable you to understand eventually the concept of no mark. Thành cái phương pháp thiền chúng ta luyện đó, là cái phương pháp để giúp quý vị từ từ sẽ hiểu được cái vô tướng là cái gì. It's not something that you can intellectualize, sit there and think and analyze. Muốn hiểu cái vô tướng, quý vị không thể nào ngồi đó mà phân chia, suy nghĩ, đắn đo. Làm như không bao giờ hiểu được đấy. This is what the Taoists tried for tens of thousands of years already and they still haven't figured it out yet. Ask them. Isn't that right? That's why now they have to come to over the Buddhist temple and try to learn these secret techniques
Vậy bây giờ họ phải vào mấy cái chùa để mà học những cái bí quyết bí mật này, ha, để mà hiểu được. Nhớ. Chán dung thì có rất 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 nhiều mi mi đó, phương pháp lại bằng chú nhị đó, tổng cái vô sinh đó, quan niệm là cái gì? Bất cứ dùng nhị đó, nhị xin lại, lại lại tư tưởng, lại phân biệt, lại nghiên cứu, bất cứ gì đó. 你需要修行 ，OK? Any questions? I talk back to you. Yes, sir. Did you ask him if her cultivation will benefit her children even though they're not in the house anymore? I don't know. Eventually, yeah.Too far down the road. Well, how do I know? The difference that the example I use is for young children who really, when you're younger, you really are under, your parents have tremendous, they wield tremendous influence on you. But once they're grown up,the influence is not as great anymore. There's still some influence, but it's not as obvious as when they're children. Bậc cha mẹ lúc còn con cái nó còn nhỏ, nó ảnh hưởng mình lớn nó dễ sợ. Ảnh hưởng thì con cái con nít nó lớn dễ sợ. Sau khi nó trưởng thành rồi, nó bỏ nhà nó đi rồi thì ảnh hưởng mình yếu, không còn bao nhiêu. So when the children, when they're young, that's when you instill the proper value system in them. It's critical.Lúc nó còn trẻ đó, mình dạy nó những cái giá trị, những cái quan niệm đạo đức nó quan trọng. Okay. Once they become mature, when they become older and they go to college and so on, it's too late. It's too late to change them. Sau khi nó đi học đại học rồi, khó mà đổi cho nó. Very difficult. They will find their own way. But you don't feel as much influence as before.Okay. I don't know how to convey it to you, but you know the fact that if you plan, my personal opinion is that if you plan to have children, raise children, okay, the best gift you can give them, okay, is to practice Mahayana. And đối với thầy, những cái gì, những cái sao giảng một cách mà cách nhẹ nhàng hơn là nói thẳng cái gì. Nếu cái gì sau này muốn có ảnh hưởng tốt cho con cháu mình, thì mình phải tu.Cái đại thừa ảnh hưởng tới nó, mà khi nó lớn rồi khó lắm. Once they have a job, they have a family, you can't change them anymore. You can't wield that kind of influence on them anymore. Okay, any questions? I thắc mắc gì không?That's it. I can stop here. Can I ask something? When you are monk, you have different kinds of suffering. Suffering? Yeah. We have no suffering. You don't have suffering. Don't spread any rumors. We are very happy. No suffering. Okay. You believe me? Good. Tôi nói hỏi mình người tăng có khổ sở gì? Tôi nói tăng sao có khổ sở được? Giỡn hỏi. Tăng chúng tôi rất là hạnh phúc. We pretend to suffer when you practice chan chi. We actually are not suffering. I'm so depressed.Now you reminded me, I'm nowhere near enlightenment, okay? I am not sure it's suffering or not, but I'm not happy about it. Cô đi nhắc thầy mới thực lại, ủa mình chưa giác ngộ nữa. Mình biết cái đó là khổ, là không khổ, để mình thấy nản quá, chán trường quá.
tu mà khó khăn, it is so difficult, this chán chí here. Why can't it be as easy as going to see a movie? Tại sao thiền thất nó khó, sao nó dễ như đi quay cine? If the Buddha is wise, why can't he invent something? Or Bodhidharma is so wise, why can't he invent something so pleasant? Why not? Have you ever wondered? Quý vị có bao giờ thắc mắc chuyện đó chưa? Nếu như Đức Phật mà thông minh như vậy, có trí huệ như vậy, tại sao Ngài không chế một cái pháp môn nào mà nó thoải mái hơn? Nhi, Wen Ji Ji. Vì sao Phổ Tổ nó phương pháp lại ban thù mình tự tạo chế u nó chế u nó Have you ever thought about it? I thought about it for 20 years. You only thought about it less than 2 years. No, never mind. No, from Christian perspective, why would God test people like this? God? Is this not coming from God? Have you thought about it? Có bao giờ nghĩ cái chuyện đó chưa? Why can't we be like a Catholic? We say, why don't you build me a temple and I promise you eternal life? Tại sao mình như bên Công giáo ta nói các con ta cúng cái chùa cho thầy này, thầy sẽ hứa các con sẽ đời đời kiếp kiếp sẽ được sung sướng. Vì sao mà? Tại sao con nghe? Nó là gì nào cho ai to go to war? Cái bà này bà sắp đấu rồi đó. He says it's not possible. It's not possible? Why is it not possible? Because nothing is free. Nothing is free. Lunch is free at the temple. No. Why can't we have something that's more pleasant? Why not? Even though there is, you have to stupid to get it. Isn't that it? Don't believe everything your father tells you. Sao tại sao vậy? Vì sao? But there must be a more pleasant way to help people become enlightened. Why not? Tại sao không có cái phương pháp nào nó thoải mái, nó vui vẻ, nó sung sướng để mình có thể đắc giác ngộ? There's no such a dharma that you can be a pleasant dharma where you can enjoy yourself, drink and have a merry time, go to the movie as much as you like, go to the beach as much as you like, and it helps you become enlightened. No such a thing. Why not? Tại sao không có pháp nào như vậy? Mình đi biển, mình đi tắm biển, mình đi bơi sông, mình đi lên núi, đi du ngoạn, du lam thắng cảnh, đi du lịch mà giác ngộ được. Why not? Yes sir. Nhưng mà là cái tình độ là cái quả nó giống như vậy, để quả này không có. Not available here, that's what you say. You have to go to the Pure Land for that kind of dharma. Okay? Nó là phải qua tình độ mới được cái pháp như vậy. Ở đây không có pháp như vậy. Yes, sir. Miguel. Because you have to pay your debt, sir? You have to pay your debt. Mình nợ. You have debt, you have to pay. Don't you? You bought a car. You borrow money from the bank, right?
You have to pay it off. Đúng chứ? Mua chiếc xe nợ tiền nhà băng này phải phải trả tiền chứ. Đấy. You owe to your children, mình nợ con cái mình. You have to pay them off. They're a burden to you. You have to pay them off. You owe your husband, nợ chồng mình. You have to serve him and love him and make him happy. I insist. No? Yeah, no, I said, from now on she starts a revolution. You stay single, she said. Yeah. Yeah. Less debt. Less debt. No problem. No more problem. Okay. Why isn't there a Dharma that's pleasant? Suppose you pay off your debt. Why isn't there a Dharma that's pleasant? Sao mình trả hết nợ rồi mình không có cái pháp nào vẫn thoải mái như thường? Tại sao như vậy? Why is that? Why not? Why not? Tại sao không có? Because you cannot get enlightened by indulging in pleasures. Tại vì quý vị không thể nào giác ngộ khi mà tham cầu cái sung sướng. Nhi bất cứ gì tự tao chia vụ lúc vô nhi sư sai chịu. Remember that. Remember that. This is very important for you to understand. Just remember this. If your mind is seeking indulgence in pleasures, you cannot attain enlightenment. Yeah, you sink deeper. You fall. Just like the sutra, those sutras say, those kids like enjoying playing in the fire. Yeah, house in fire. Never get, don't even think about it. Please remember that. Can you know? If you are cultivating and seeking pleasure and seeking pleasurable things like bliss. Okay? Samadhi bliss. You will not become enlightened. Nhắc là cái gì? Tu mà tham cái thiền là cũng không thể là đắc được giác ngộ. Thì siêu xin đó, siêu hô, dễ bù yào, chữ chủ nâng gờ, chán dễ. Nhưng mà, nhì bù huê tổ tạo chế vụ, chế vụ. Thế đó, any kind of practice that encourages you to indulge in pleasurable things will not bring you there. Tất cả các pháp môn mà nó khuyến khích quý vị tham cầu cái sung sướng đó, không dẫn quý vị tới cái giác ngộ được. Yes, sir. Yeah, but can that be just use the encouragement for the beginners? Like, only for beginners, yeah. You know, like people like Miguel, like we need to encourage them initially, and then after a few weeks, we tell them, okay, boys and girls,
Let's have some real truth here. We only did it for you because we didn't want to lose you for the first 2 or 3 weeks. But after 2 or 3 weeks, you should know the truth. The truth is that you're in for a very tough time. Now you can run away. Okay? Nên đúng. Thì sự khéo léo của ông thầy vậy đó. Bắt đầu mình thiền nó sung sướng, nó có cái thiền lạc này nó. Rồi sau một vài tuần rồi, khi nó bắt đầu nó có đà rồi, mình nói sự thật nó nghe. Là không thể nào tham cái thiền lạc, không thể tham cái sung sướng đó. That's the proper dharma. Đó là chánh pháp. Còn corollary, nó ngược lại. If you practicing, nói ngược lại, nếu quý vị đang tu, ok? Thì tiếng nó tu mà. Nếu vô nì là sai khi xỉnh là sự hồ. Nì là hẳn củ, nì là hẳn bức sư phụ đó. Ok? Tạm nhạc. Conversely speaking, you practicing. And you are so uncomfortable. You are suffering so much. You have such a hard time. What does it mean? Mình đang tu hành mà mình thấy cực khổ dễ sợ, đau đớn, đắng cay, nghẹn ngào. Có nghĩa là sao? That is. That is the Dhamma door of no marks. Na tai shi wu xiang de fa men. Cái đó mới là cái pháp chân thật của vô tướng. Mm-hmm. What is the difference? That's chant and investigate. Same thing. But to use different words. You do as much as you can. That's all there is to it. You can do so much. That's all. But the idea is to do as much as possible or not back off. Chan is to give your all. Even when it hurts so much, you still continue. You still endure it. Endure what is not endurable. That's chan. You no longer like children where I'm enduring this so hard, but you need to tell me I'm doing the right thing. No one's going to tell you it's the right thing. No one's going to encourage you. You have to keep on enduring. That is the markless Dhamma door. There's no one to encourage you anymore from now on, my dear. Now you know the truth. Okay? You graduated from beginner's level to the next level where we throw stones and rocks and knives at you and say, here, take it, here, here's one more, here's one more, here's one more, and then and you say, tough luck. That's the markless Dhamma door. Don't say, stop, I can't handle it. You just keep throwing things at you and see what you're going to do. That's how you learn. That's chan. You understand that? Okay, I know it's kind of only second day for you, Miguel, but what the heck? You graduated. First day, yeah. Sometimes we tend to be brutal. Tại sao? Tại sao cô nói là
Thầy nói là cái thiền tông nó vô môn, có nghĩa là khi mà cái gì mà qua cái giai đoạn mà bắt đầu rồi là bắt đầu thảy dao, thảy búa, thảy rìu, thảy đá, thảy đủ thứ trước mặt, chứ khi bị chụp thôi, ráng mà chụp thôi, không cần biết. Ok, ráng mà chịu, cái đó gọi là vô môn. Đừng có nói thầy chậm chậm lại, không có ai chậm đâu, không có chậm. Cái thảy tiếp tục thảy, ráng mà chịu. Cái đó là thiền tông. Tiếng nó tùng đó. Nhi, thì siêu trả nó vụ mình, trả nó phạm mình đôi sơ vì hay dụ hình đô, hình đô cào lưu. Dù hình đô sư chính bức cờ gì chua, cứ sẽ hãi sư rẩn xa chứ. Thái sư vụ mình. Bù sang phạm. Ok? Any questions? Yeah. We continue. We can do, we can go back to meditation right now. Can I ask something else? Yes. I'm trying to follow the schedule of what is possible for the coming week. Mm-hmm. Mm-hmm. After lunch break, I go back to work, and then I come back at 7 or 6. Mm-hmm. And then I go back home or work. It's not that challenging, but when I come back from home after work because of the stress, yeah, I found it very difficult to drive and focus. Mm-hmm. So I felt that maybe I should consult with you, because like if I continue for a week, I thought maybe it would be dangerous. I don't understand the question. Should I need like a little more? Should I still push? I don't understand the question. Coming back from work? Yes. To restart the meditation? Yes. Feel sleepy. Then sleep for half an hour before coming back. You find ways. It's your life, you have to experiment. You could try this, try that. How else are you going to figure things out? You know baby, are you? We can't tell you, we won't tell you everything. You just have, you know, there's a problem here. Figure out a way to fix it. Don't be such a baby. I had no teachers. For 10 years, I sat there and figured things, one thing after another. It doesn't work. Oops, let's try something else. Oops, let's try something else. It still works. It still doesn't work after 10 years. I say, okay, I still haven't solved this problem yet. So what's the big deal? It could be a lot worse. You keep on trying. Remember the analogy? We throw things at you. You don't care. You fix it now, I don't care. You keep throwing it. Knives, rocks, cakes, chocolates. Throw it. You figure it out. That's a no mark. That's a markless Dharma door. You have to figure it out. We don't tell you everything. Don't be a crybaby. You figure it out. Okay? Khóc lóc than vang, không có ai có cảm tình gì hết, ráng mà chả mà ngồi mà suy nghĩ. Ok. Anything else? That's it? No more questions? No more questions.
提供大事怎么样？你有问题吗？呀、yeah? ，嗯 ，Yes sir， 哈哈哈哈哈哈 ，Yes sir。I don't know if you remember, I sent an email some time ago. Yes. I told you that I practice also qigong and shaolin, qigong and shaolin kung fu. Yes.That's you. Uh-huh, okay. Will it interfere with the Zhan cultivation? With Zhan cultivation? Interfere? He's worried about his Qigong thing and his Shaolin thing. Mm-hmm. By the way, Shaolin is invented by Bodhidharma. So you know it's compatible. Okay? Bodhidharma brought Zhan to China and then he invented something called Shaolin Kung Fu, and that's the beginning of martial arts in China. The best martial arts in China is from Shaolin. Okay, so it's no conflict. What about Qigong Da Shi? What about his Qigong? Is it gonna affect? I don't know. Huh? 你想什么？你看法是什么？No, really? Yeah. Okay. Is it compatible? Why is it compatible? The one I practice is not guided by the mind. Some, they're not compatible. Like some people, the guided flow. I don't guide. I just let it go naturally. So is it compatible? Don't use mind.Why not? Why don't you use mind? The one who's mind guided could have caused problems, especially for those who are emotionally unsteady people. Uh-huh, I see. Yeah, but like... Interesting. I don't like that relative scene. Though she follow action, you don't need to think about that. So no need to guide. So when it comes to Chan, Chan doesn't guide the...Enjoy. Sacrilege. Endure is right, not enjoy. Okay. So.Mm-hmm. If their mind is not steady, but they come here, they probably have some. So do you guide your qi? Yes. No, but his qigong might guide. Huh? As far as I know, the qigong came also from Venerable Bodhidharma. That's the story I've learned. Uh-huh. Mm-hmm. Then you let the energy go where it should go. Mm-hmm. Unless we have a specific condition, mm-hmm. like in the elbow, in the knee, or something, normally, don't die. What if you have a condition? What do you do? If you are healed, you can direct the chi to go to the barrier. Mm-hmm. But normally, you move it, right? You move the qi through your dandi and up and through the channels to go to the problem area. Am I correct? The way I learned, you just think about the energy pushing through the blockage. You don't need to do nothing too much elaborate. That's the way I learned it. But the recommendation is normally this place that goes and then we will take it by That's correct. That's the proper way, because basically all you have to do is actually think about the problem area, it will take care of it, and the qi will get there. Okay.
That's a proper model. Those people, there's no direction. Yes, that's very good. Those that's people, a proper way to handle the qi. I see those people guiding the qi, they want sure to turn like a quick result. For example, break the stone, break the rock. They guide that. But the dark can cause problems. Could easily cause problems. Yeah. That's only because the skill level is low. That's why they're low, that's why they guide it. The guide is a raw form of using qi. When they get to advanced level, you don't need to guide anymore. They still can break rocks without guiding. This is where the teacher's methodology is not high level yet. But since you're a beginner, you need to be taught how to guide the thing. But I'm curious to see if the master, the grand master, if he guides it or not. I doubt he guides it. You understand qi, no need to guide. Yes, sir. Jack, he confers that qi or guide usually guide the qi around and they too much. Yeah, that's because low level people would do that. As beginners, it's fine. But it's up to the master. The master, when the Qigong grand masters, I doubt very much they guide it because it's against the principles of Qi. Does that agree or not? Maybe. Because when you get to a high level, it's the same as Chan. Almost the same. Chan, we even further than that. Chan is the next level up beyond that. So in order for you to get to Chan, you have to go to the level where it's no more qi manipulation. And then you have to drop that, and then you go to Chan. Chan is much higher, by the way. Much higher than qi. Yeah, because the mind is higher than qi. Okay. And that's the problem with the qigong. The qigong is that you start with something called qi, and you end up with something called qi. You stuck with qi throughout the process. You see that? Chan, we start with nothing. You end up with nothing. I heard so much more limitless. You see that? So you're stuck in nothing whatsoever, including qi. That's why we understand qi. Because we're not stuck with it. Song, Tamaya. No, song, Song. Song. Korean word for Chan. Huh? It's Korean pronunciation for Chan. Yeah. Song. Song. Okay, yeah. Jack just said that he had some people who messed themselves up with the proper qi manipulation he had to take. Yeah. This is why a lot of Western qigong masters, they don't understand it yet. That's why you have to be careful who you learn from, by the way. You qigong students, you have to be careful who you learn from. Okay? The qigong specialize in showing results. So whatever they justify to show results could be a problem. Yeah, you know, if they keep on manipulating qi like that, like my ex student used to do, they manipulate qi to do the rock, you know, the kidney stones or whatever. They actually use, by manipulating the qi, actually can get rid of the stones. That's how powerful it is. They call it medical qigong. It's manipulating qi, okay, and show tremendous results. But that. The wrong way of utilizing qi. Okay? You will be stuck with that. You will not make progress. That's why the grand masters would go to seventh samadhi, but not beyond. That methodology will keep them stuck. The proper qigong methodology should be no manipulation. Okay? That's consistent with the Tao. That's consistent with the way.
cái khí công họ nhị tu nhiều cách mà thường thường người Tây phương nó học là ta đẩy cái khí, ta chuyển cái khí vận, chuyển cái khí. Cái đó là một cái loại khí công mà rất thấp, nó có kết quả lẹ nhưng điều nó rất thấp. Khí công mà hiểu mà cái người mà đu phát khí công đúng là không có được vận quần khí, cứ động để nó chạy, mình chạy theo, mình quan sát, mới đó gọi là luyện khí. Thì cái đó là nó trình độ nó cao hơn. Những người mà vận chuyển khí công như vậy, thường thường họ vận chuyển trật, tại họ sau có vấn đề. Như ông thầy học trò mình rác là ông chữa mấy người như vậy, ông giỏi khí công. Thì cái khí mà khi mà quý vị mà tu khí công tới một trình độ cao rồi thì quý vị không bị chấp vào cái khí, thì lúc đó ấy, thì cái thiền mình nó còn cao hơn như vậy. Thiền mình là bắt đầu không có chấp gì hết, cuối cùng không chấp gì hết. Khí công nó bắt đầu chấp khí, cuối cùng là chấp vào cái khí, nó còn kẹp vào cái khí rồi. Thành thiền tông nó cao như thế. This is why Chan is so far superior to Qi, because Qigong, because it helps you develop your unlimited potential. Qigong really limits you to your understanding of your qi, limits you to your perception of your qi. That's it. Chan is way beyond that. Okay? So the answer to your question, no, it will not be conflict with the way it explains, that way you practice. But eventually, I will venture to tell you that eventually, when you keep up with Chan, you find out with Chan, you progress a lot quicker in your Qigong practice as well as in your Shaolin practice. Because all Shaolin practitioners practice Chan. Conversely speaking, not Chan, not all Chan people practice Shaolin. Because Chan is so much wider. Okay, Shaolin is one branch of Chan, one tiny branch of Chan. Okay, that's stuck on marks. That's mark. You know, Jingang, Quan, and all those Vajra, and all those are based on marks. Okay, Chan transcends it all. That's why when you use a mark to go, you know, you take the supreme Shaolin. You take a supreme Chan, there's no comparison. Because the Chan, you can't touch the Chan. My master, you know, he can do things without even, you can't see anything. It's markless, totally markless. Okay? Because it's not bounded by marks. You understand that? Whatever you can observe is actually binding you. So the Chan Dhamma door is the one that lets go all those marks. That's why you are limitless. That's called enlightenment. Enlightenment is limitless. Cái thiền nó khác bên thiếu lâm là tu lúc đầu nó ngon lành, để lúc cuối cùng thiếu lâm phải tu thiền. Tại thiền á, nó không bị kẹp như thiếu lâm mình kẹp vào cái thế võ, mình kẹp vào cái tướng. Thiền tông nó không kẹp tướng. Okay. Yes. I don't practice Shaolin, so I wouldn't be able to tell you. But Shaolin is only, as far as I know, an expedient form of Chan. Okay? And personally, I have no interest in practicing Shaolin. Because now that I understand Chan, I find Shaolin to be uninteresting, too limited. I give you an analogy. Instead of spending all day to practice Shaolin, I'd rather practice all day, do Chan Qi all day. I get so much more out of Chan Qi than practicing Shaolin. I know that. And why did Bodhidharma invent Shaolin if he already
The answer is clear, isn't it? For the Portuguese. The Portuguese health. Yeah, obvious to you too. Chinese health. See, Vietnamese, we don't have Shaolin. Yeah. Cần chứ, lúc mà cần tập thì nhiều khi nó người nó cơ thể nó bị kẹt. Cần tập. Rồi mới cần tập thể dục, tại vì khi cái khí nó bị ngạt, mình phải đi tới thì mình chịu được. Mình phải đi, ngày hư bân, ngày cần đi tập thể dục như thế. Mỗi ngày phải đứng dậy đi lui, đi lưa tới, rồi cái máu nó lưu thông, chứ còn mình ngồi hoài không được. Nhưng điều, mình không cần tập như cái phương pháp môn như là thiếu lâm này nọ, nó quá, nó không cần thiết. Thế nên thiền tông mình dễ sợ, chỉ cần một cái là cái thiếu lâm á, là khi các con tập thiếu lâm như vậy, con đang kẹt vào cái tăng chấp và cái thế quyền. Ok, đừng chấp vào cái tướng. Còn lúc mà mình đi bộ như vậy là mình chỉ xả, đi bộ là mình xả cái mệt mỏi, xả cái máu nó lưu thông thôi, nó giảng gì như vậy đó. Bên thiền tông là giảng gì hóa, tụi nó bên kia là nó kẹt vào cái chấp vào cái tướng. Ngày khỏe lắm. Mà càng ngày mình cái trí mà nó càng thông đạt. Còn cái tuổi thiếu lâm nó kẹt, nó lót đầu bằng cái form, cái thế võ, cái bài quyền. Cuối cùng nó phải kẹt vào bài quyền. Nó giống tương tự như khí công vậy, bị kẹt hết. Mình cũng bị kẹt. He explains about, so when we do chant, we should do exercise or something, and say, yes, we should exercise. But unlike the Qigong and unlike the Shaolin, they're stuck on their forms, on their actually methodology to do that. The chant, even like when Wu Xuyun, my teacher, when they do the Chan Qi, they walk around and they exercise, okay? Very simple exercises. These exercises are designed to increase your blood circulation and help you do the aches, you know, reduce your aches and your pains, and help you let go. If you were to, during the breaks, and do the Shaolin and the Qigong and stuff like that, it works better. But actually, you're stuck on that. That's why we don't. You see, when I first learned Chan, people were teaching me spiritual exercises. They taught me Qigong, they taught me yoga and all those things. Fine, I would teach beginners none of you is beginner anymore. Today you graduated, okay? But on a beginner class, I would teach yoga and Qigong and all those things because it gives them something to do. It distracts them because they can't handle the pain. Okay, it's a good thing to do with beginners. But when you practice Chan Qi in a pure Chan Qi form, the objective is not to get you stuck. That's why when you do Chan Qi, I don't teach yoga, I don't teach those things, spiritual exercises, which I first learned from Master Shenhua disciples. And in 6 months' time, I threw it out because I find it useless. Okay? So in a Chan Qi, we simply walk, and that is designed to help you relax, increase blood circulation, and not get stuck on anything. If you exercise like this, you're still stuck on the forms. Now all of a sudden you're thinking about forms. You see this? You're adding thoughts to you. And we don't want that. We want you to simply walk and let go. Okay? You understand it? Do you understand the subtle difference here? This is what differentiates a knowledgeable Chan teacher and a stupid Chan teacher. Stupid Chan teacher will get you stuck on Tai Chi, on Qigong, on yoga, and all those things all the way.
Is that clear? Đó là cái khác biệt giữa cái thiền tông mà nó chân chính với là mấy cái thiền tông mà nó bịt người đời người đó. À. Nên mình á, mình chỉ đi giảng bộ, mình đi bộ, đi nhiễu như để mà nó máu nó chảy thôi. Xong mình xả hết tất cả. Còn bên đồ kia là mấy ông thầy mà cái hiền sư nào bày đặt dạy tài chi khi công này nọ là đang bắt học trò nó suy nghĩ về cái vỏ, là bắt đầu thêm tư tưởng về cái vỏ, là nó đi ngược lại cái con đường thiền. Is it clear? It should be obvious to you, practitioner. You see people, you know, the chan. I started by learning all those fancy stuff, the yogas and stuff, and, you know, and very impressive. I can teach you yoga will help you remove all your aches immediately. The leg pain's right there. In 20 minutes, it's gone, and you feel good about it. You know? And what does it do? It makes you attached to that yoga form. You're going to do it every single time you have a break. Instead, I don't teach it anymore because I would rather you suffer. It's better for you. You're not stuck with suffering. You'll be stuck with that yoga form. Is that clear? Lúc trước thầy còn ấy, thầy không biết, thầy không hiểu, thầy thích dạy mấy cái đồ lắc nhắc như vậy. Là tại sao? Học trò nó thích dễ sợ, nó thấy nó sướng dễ sợ. Sao thầy không dạy nó là sao? Thấy bắt đầu nó kẹp vào cái sướng đó. 15 phút là người nó hết đau, nó người sung sướng dễ sợ lắm. Là mỗi lần nó bắt đầu nó lật lật nó đứng dậy, bắt đầu mà nghe cái chu ke một cái nó đứng dậy lật lật nó kéo qua kéo xuống vẹo lên. Ok, nó đang kẹp vào cái thế đó, mình muốn nó kẹp. Thằng chẳng tha nó đau đớn như vậy, nó tốt cho cái thiền thất hơn. Yeah. The future thorn master, thorn mistress. Thorn! Pronunciation is slightly off. Excuse me, thorn. Mm-hmm. And then when I first did Chanti here, I have never heard the explanation it's going to make me flexible. Like, I just went through it and then I went back to the gym and I got so shocked that I got so much more flexible all over the body. Really? Yeah. You didn't practice? You only practiced Chan and you came back and you moved your body more flexible? Yeah. No. Why didn't you tell me earlier? And I found it's more efficient than yoga. Like, after doing yoga, like... Don't tell him. He's enamored with Shaolin and Qigong, so, you know, let him be, okay? Oh. We're brutal enough tonight. Okay. It turns out that for the same amount of time, you will find out yourself. You practice Chan an hour versus practicing Qigong an hour versus practicing Shaolin an hour, you get greater results with Chan than any other two. That's what you find out. This is why after a while, my students drop yoga, drop, you know, Qigong, drop all those things, because they realize they it's much better use of the time. Okay? But each person is different. It's okay. You know, don't worry about it. You like it, enjoy it. Do things with passion. That's the most important thing. And you decide for yourself. No need to worry about it, okay? But what she's saying is true, because when you do Chan, your qi flows a lot stronger than you do when you do Qigong or when you do Shaolin. That Chan is incredible. You do it right, it's so much better. And the reason it's better for her case, you know why? Because her teacher is probably not a very good yoga teacher. Yeah. Yeah, it was a LA fitness. What? It was a LA fitness yoga class. Yeah, that's why. That's why you think. Yeah. But if you go to, that's why you compare our Chan, which is like a intensive Chan, compared to elementary yoga, it's no comparison. That's in all fairness. Okay? I can tell right away when she talked about it like that, that yoga practice of hers is not very advanced.
Okay? But you know, the one thing that people don't realize the Chan Chi here, your Chi is so much stronger doing a Chan Chi than any other Shaolin or Qigong practice. I guarantee you that. You will not be able to progress as quickly in any other form. The Chan Chi Dharma Door is just incredible. Okay? After you come back, your yoga will improve, your Qigong will improve, your Shaolin will improve. That's how powerful it is. Okay? That's the nice thing about Chan. Chan is adaptable to anything. It can accommodate anything. That's why all the practices, whether it's martial arts, whether it's Qigong and so on, eventually they have to reach to Chan in order for them to break through. All the Qigong masters, all the martial arts masters must meditate. You notice that? Because they're stuck. You know, they cannot make progress anymore unless they meditate. Cho nên cái thiền thất mình là cái khí mà nó chạy mạnh vậy, sẽ thầy nói sau này những ông này về ông tập lại khí công, tập lại thiếu lâm thì ông sẽ thấy cái ông sẽ tiến bộ rất là nhiều. Tại sao cái khí mình khi mình luyện cái thiền thất này nó mạnh dễ sợ, không khi nào so sánh được. Nên đại khái những bên võ, bên khí công, bên yoga họ đều phải thiền đấy. Tại cái thiền là giúp họ thoát cái kẹt của họ, cái pháp môn họ có bị cái kẹt và có thiền gỡ được hơn. The Chan we practice is pure Chan from Bodhidharma. Cái thiền tông mình đó, là cái phương pháp là luyện từ ngài Bồ Đề Đạt Ma ra. Okay? It is one of the biggest blessings you have to be able to come and learn and practice in such an environment, because it's not many people aware of it or have the chance to practice. Là những cái pháp thiền tông mình ấy nó rất là quý báu. Enjoy while you still can, because in the future, okay, I assure you, I will not always be around to talk to you like this and answer all your questions. You'll be learning from the tapes, from the collections of these instructions here and there, and ask a question, and when I have time, I get to it. Okay? So take advantage of it while you still can. You know, you think about it, this room here can handle about 30, 40 people. You know, imagine you have 30, 40 people in this temple here, we'd be stepping all over ourselves. So enjoy. Okay? Thế nói bây giờ mình còn rảnh, mình còn sơ cơ, thành ra mình rộng rãi, mình còn ít người tới, mình có thông thả, mình tu hành cho sau này mà thầy bận rộn, thầy đâu có thời giờ mình ngồi trả lời chứ gì mỗi đêm như vậy đâu. Rồi nhiều khi phải đi xa nữa, hoặc là người ta tới đông, 3-40 người tới là cái chùa nó chật ních rồi. Đi vô đi ra là đụng đầu, ai cũng đụng tùm lum tà la hết. Okay? And you become a true Chan practice where actually you practice in a crowd like this. There will be a Chan hall, there's a Buddha recitation hall, okay? And it can accommodate so many people, and that's it. You sleep and you do Chan, that's all you do. It's really, really intense, pure form of Chan. And you go out there, right now you're spacious, you walk around, you don't like it, you disappear in a corner. Back then, in the future, you know, this handle 30, 40 people, and it will always be people everywhere you go. So Chan is that you see these people as if you don't see them at all. That's the next level of Chan. Okay, so it's a lot more relaxed right now. Bây giờ ít người nên còn dễ dàng. Trong tương lai chật chội thì mình phải đo, mình quan người thì không có luôn nữa. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes? He says the Chan Chi is so intensive. What for? The Yukri Yang to help you become enlightened.
I don't know about the other chán chi. My chán chi is to help you become enlightened. Thầy không biết mấy cái thiền pháp chỗ nào, thầy chỗ khác ta làm là sao. Thiền pháp của thầy để giúp quý vị giác ngộ. My chán chi is to help you become enlightened. Yes. Thầy, con có mắc là bây giờ ví dụ sau này tụi con thầy bận không có gặp như vậy con nữa, rồi tụi con cứ theo cái căn bản này, bất cứ sống ở đâu cũng cứ làm vậy hoài, ngồi quan sát cái đau, cái chịu đựng, cái lạnh, cái nóng, rồi mình tự quan sát mình biết rồi khi nào cần certify thì đến thầy, chứ đâu có phải mỗi ngày gặp như vậy. Tùy duyên, tu phải tùy duyên, đâu phải khi nào cũng như vậy đâu. Nó sẽ đổi. We said in the future, what do we do? I said, in the future, you practice according to the conditions. You practice whatever you have, whatever you can. Let's go practicing with condition, according with conditions. Maybe you have to go do dishes. Maybe you have to go cook for yourself. Maybe you have to sweep the floor. This is what you have to do. That's what you do. They don't demand. Say, how come I have to sweep the floor? How come I have to do this? I have to do that. It doesn't matter. Part of chan practice is do whatever needs to be done. That's chan practice. Is it clear? You do whatever needs to be done, period. That's a chan chi. If you do things, how come I do this and how come she's only cooks 2 hours a day and I have to run around the rest of the day? How come? It's because your chan chi is different from her chan chi. If your mind is like that, you don't understand chan chi. I don't complain to you. I don't complain. How come you guys are a bunch of idiots and what am I doing is sitting here all day with you? That's not chan chi. I tell myself, yes, they're idiots. Yes, I'm wasting my time here. No, they're not going to become enlightened this in 5 weeks. I know that you're not going to become enlightened. Okay? Do I bitch about it? No, I don't. That's my chan chi. And you don't have to cry for me. I cried already last night. That's my chan chi too. You accord with conditions. Whatever happens, you endure. I don't tell myself, why is that I have to be here all the time? Why is that everything depends on me? Why is that I have to answer someone cannot stay in the room and someone I can? Why is that I have to people interrupt me constantly? What's in it for me? That's my chan chi. The chan chi is you try your best under the circumstances and don't bitch about it. Is it clear? You have the chance to practice. Whatever you can to practice, practice. It's 2 hours, 3 hours, 4 hours. Okay? That's all you have. That's your chan chi. You have 1 hour to come listen to lecture, that's your chan chi. That's all you have. Stop complaining. And in business world, I call this inefficiency. I call this a waste of my time. Because I'm not getting the results from you to justify this. Okay? That's a worldly chan chi. My chan chi is that it's perfectly okay. I do cry at night. Come to think of it. Okay? Cái thiền thất á, mình tu tùy duyên, chứ đừng có đòi. Thấy muốn đòi là cái gì phải giác ngộ lắm. I don't demand you become enlightened. That's not chán chi. I don't demand you must make progress. Thấy bắt quý vị phải tiến bộ. You are the one who asks, you demand that I'm not making enough progress, master. What's wrong with me? You're a bunch of idiots. You try your best. What chan chi is about. Under the circumstances, you keep on trying and trying and trying. That's chan chi.
Cái thiền thất nó như vậy, mình cố gắng hết sức mình thôi. You know, I give an example to cho thầy cái cho quý vị cái ví dụ này nè. Okay, there's women here. These two women here. Okay, they chose to do so much and they go and cook because why? That's their chanchi. Hai cái bà già trâu này nè, họ tu bao nhiêu đó, như là họ cái việc quan trọng họ là họ phải là cho lo đồ ăn được cái thiền thất này. Their chanchi is that number one, take care of the food. It's not meditation. It's not sitting. It's take care of the food that comes first. And then after that, they meditate. Cái bà này á, đó là thiền thất của họ, là họ ngồi, họ lo cái đồ ăn đó đã. You know, they sit there and they said, Master doesn't seem like that dish yesterday. I better change it. Ngồi đó mà vọng tưởng. Nó là ông thầy ăn có vẻ ngày ăn có vẻ lơ là, có vẻ không ngon miệng rồi. Thôi ngày mai phải nấu gì ngon hơn. Cái đó gọi là vọng tưởng. Okay? But that's chanchi. Đó vẫn là thiền thất như thường. Eventually, one day they realize they don't have to do that. We all try our best. Ai mình cố gắng hết sức của mình hết. Okay? You don't complain. You don't say, how come I, you know, why don't I do 1 week and you do the other week? And why don't you get someone else to go and cook for me? Why don't you go and get someone else clean for me? Baloney. You do what you can. This is all you have. That's chanchi. Cái thiền thất là mình dùng hết sức của mình. Mình làm được bao nhiêu mình làm bấy nhiêu thôi. And why? Tại sao như vậy? Their level is higher than the DRBA Chin disciples who practice chanchi for the last 20 years. Cái trình độ hai cái bà này còn cao hơn cái dòng cái thời cái đời mà đời thân của bên Phạm Văn Thành mà tu thiền tất là 20 năm rồi. Còn thua hai bà này mới tu được có 4 năm trời. Their level is not as high as their level after 4 years of practice with me, 4 or 5 years of practice with me. What are you complaining about? Còn than cái gì nữa? That's chanchi right there. Compare result. I dare you to compare result. Cả đời tu, chục đời, cả đời mà không được được cái, không biết cái thiền lạc cái gì, còn than cái gì nữa. Tới cái được ngay lập tức. Tu vọng tưởng đầy vọng tưởng vẫn nhập định như thường. They have plenty of foresight and they enter samadhi. I would take that chanchi over any other chanchi based on results alone. Thì nhìn kết quả không, mình chẳng thà làm như vậy, nó gọi là thiền thất. Còn hơn đi những chỗ thôi mà, mấy chỗ khác. You see that? That is true chanchi right there. You give, that's part of chanchi. Bố thí, đó là phần của thiền thất của mình. You heard the story of Viren Xu Yun. He went to the Chanchi and he almost drowned in a river on the way to the Chanchi. Cái vị nghe cái chuyện mà ngài Hư Vân mà lúc mà giác ngộ đó, ngài đi tới tham dự cái thiền thất mà bị trật đường, thành mưa nó lụt mà rớt xuống sông, chết lên chết xuống. You heard of that story, right? Phù Thái San. To do a chanchi, and then there's a huge deluge, and the road was all flooded, so he fell into the river and was bobbling up and down for a day. He nearly drowned, and someone fished him out of the river, okay, revived him. Okay, you heard that story, and now you heard. That's chanchi. That's all you're gonna hear. Okay, stop complaining.
And we went to the temple, got to the temple finally. Okay. À, thì nghe cái chuyện ngài Hư Vân mà đi tham dự cái thiền thất mà bị lụt, đường bị lụt thành rớt xuống, mưa rớt xuống, chết lên chết xuống, rồi xích chết đuối, người ta cứu lên được, xong là cuối cùng tới được cái thiền viện. He's very famous back then because people know that he would only do chan chi at his place in the mountain. Hồi đó ông nổi tiếng là với ông đó là cái tròi đó. Ông tu thiền thất là tròi ông suốt ngày suốt đêm. Year after year, he did the chan chi right there in his own hut. But when it's time for there's a chan chi at the big temple, he would go there and participate in spite of the rain, in spite of the bad weather. Okay? All, yes. All his followers, and whatever happened, he keep on. Yeah. It's too dangerous. These people, his followers said, this is too dangerous. Master, this is nonsense. Nguy hiểm quá, đường mà nó lụt nó đi mà nó chết như không thì ông sẽ chết rõ ràng. They realize it's too dangerous. You could fall and get hurt. No one's going to help you. No one's around. And he got to the temple, tới chùa. He's very famous. Ông đó, ngài Hư Vân tới chùa, người ta biết tiếng ngài lâu rồi. Okay? Because he's a true cultivator in a Chinese tradition. He lives in a hut. He meditates. He does the hua tou, that's it, nothing else. He eats pine nuts, goes to the river, picks up the stream to get water, that's it, no more. No cooking, no nothing. Every now and then he might cook the taro roots, that's about it. Just to change the flavor or nutrition, okay? Hồi đó dễ sợ lắm, ông ăn cái hạt dẻ, hạt cái cây thông đó, nó đắng dễ sợ lắm. The pine nuts are very, very bitter to the taste. Cái hạt dẻ, cây thông nó đắng dễ sợ lắm. Ăn. I never tried. I refuse to try those things. It's barbaric. Okay? And then xong xuống múc nước suối mà uống thôi. Lâu lâu có thể nấu một tí mấy củ khoai lang đó. Là như vậy thôi. Okay, that's how he survived. For years upon years upon years. That's his chan chi. Thiền thất ổng như vậy đó. Okay. And so he went to the temple, tới chùa rồi. Now he said, my, fine, finally, I'm going to have some cooked rice, porridge, tea. Boy, these boys have got it made. Tới chùa một cái mừng như sợ. Đây này thì giảng thêm, là thấy được, sắp được ăn cơm này, sắp được ăn cháo này. There is cháo buổi sáng này. There is the rotten tofu in the morning that Ru Ching prepares. Okay, there is white cabbage, cải trắng này. Okay, in the morning you have it. Hey, temple have it. That's typical. And Xu Yun said, "Wow, this is a great life." Ngài Hương Vân tới mừng nhé, sao buổi đã ngon quá. Tiếng cái tùng á. Yes, may one see. So he's preparing himself to go to do the chan chi. Guess what happens? The abbot calls him and said, "You know, I've been busy too. I want you to substitute for me and do the abbot, taking care of administrative details so that I can do the chan chi for a change." Thì ngài Phương Trượng kêu ông vào, nói là tôi cũng muốn tham dự thiền thất, thôi bây giờ ông hy sinh đi. Ông làm lo mấy cái chuyện hành chánh cho tôi, văn phòng cho tôi để tôi đi nhập thiền thất một tí, tại tôi làm cả năm rồi. And Chi Yun says, "No, no way." Ngài Vân nói sao? Không được, tôi không chịu. So the abbot brought it out in the open and tell everyone, you know, this monk here is unvirtuous. He refuses my request to perform administrative duty doing a chan chi for me. So they beat him publicly with a stick. It's real beating. You know, you know that, right? Thì ông Phương Trượng mới kêu hết, kêu hết tất cả cái chùa ra. Tất cả mọi người nói là cái ông Hư Vân này đó, một người thiếu đạo đức. Tôi yêu cầu ông làm việc cho chùa, mà ông không chịu. Okay? Làm gương cho mọi người. Lấy cái côn bằng tre đánh. Đánh trước mặt mọi người.
Now you can go meditate. And we just study him. Okay, that's Chi Chan Chi. Cái đó là ngài cái thiền thiền tất ngài hư vân đó. So it took him about 2 or 3 weeks before his wounds healed. Tốn 3-4 tuần cái cơ thể nó bắt đầu nó liền lại. He was dying, sitting there dying, bleeding. He still meditated. Cái cơ thể đang chảy máu, okay, vẫn thiền. 4 tuần sau là bệnh, no medication, okay, no doctor. He just did the hóa tổ, ngồi đó mà tham thọ đầu thôi. Who is this fire in my bush? Who is this fire in my bush? Who is this fire in my bush? And miraculously, the body healed. Why? Because I told you, keep on telling you, you do a chan chi, you healing yourself. Tại sao vậy? Tại tôi nói cái gì mà cái gì không nghe. Cái gì tham dự cái thiền thất như vậy, cái gì đang tự chữa bệnh này. It's Dan Chi for him. And he eventually became enlightened, the Shaolin and Yapo. Alright? Now, if I were him, I would have done administrative work. That's my Dan Chi. Nếu mà thầy ổng ngài hư vân, ngài sẽ làm việc trong văn phòng. Cái đó mới là thiền thật. That's a higher form of chan chi. Agree, disagree? Cái đó mới thiệt sự là thiền thật. That's a higher form of chan chi. Why? Because you sacrifice your chance of enlightenment this time. Tại sao nó cao hơn? Tại vì lần này là đúng như theo chương trình ông giác ngộ, ông sẵn sàng hy sinh cái đó. Thì cái sau này cái giác ngộ ông sẽ lớn hơn nữa. Next time his enlightenment will be higher. I would have worked in the office. You understand that? So that I save my blessings for bigger enlightenment next time. Thì sẵn sàng làm trong văn phòng để mình có cái phước đức sau này, cái giác ngộ mình nó còn lớn hơn nữa. Nếu lần này đáng lý mình giác ngộ thì mình hy sinh cái đó, vậy lần sau giác ngộ mình nó còn lớn hơn nhiều nữa. You understand the principle behind it? If you're supposed to get enlightened this time at the Chan Chi, at that temple, and the normal person, the stupid person would say, no, I need to become enlightened. Okay? A person who understands says, okay, I sacrifice my enlightenment. Whether I'm enlightened or not, no problem, I sacrifice. Why? Because you asked me to make a sacrifice. I agree. That's Chan Chi. You understand that? That's the Chan Chi I'm teaching you. Quý vị hiểu hai cái pháp thiền không? Pháp thiền là hư vấn á, là ngài nó không được. Tôi tới đây để tôi giữ cái tham dự thiền thất, tôi không thể nào làm chuyện gì khác hết. Tôi chỉ đợi tôi chỉ làm chuyện này thôi. Mình pháp đó đúng. Cái pháp thiền thất thầy dạy cái vị là nhận làm việc đi, sẵn sàng hy sinh làm việc. Tại nếu lần này mình nó giác ngộ thì lần sau mình hy sinh cái đó, lần sau giác ngộ mình nó lớn hơn. Cái đó mới gọi là thiền thất của thầy. Nó khác nhau chứ đó. That's the difference between my chán chi and then my xu yên chán chi. You understand that, Marina? My chán chi is I invest in my future chán chi for a bigger result. Because I have a chance to. That is called according with condition. The Rishiyun was going against conditions. He doesn't understand Chan Chi yet. Son lady, you understand or not?
You understand the difference? You accord with condition as part of chánh chi. Cái pháp thầy dạy cái gì, cái thiền thất á, là mình tùy duyên mà mình tu, đừng có ngược duyên, mới gọi là thiền thất. Hiểu chưa? Ngài Hư Vân là đi ngược lại cái duyên, cưỡng lại cái duyên của ông Phương Trượng, và chưa phải cái pháp thiền thất nó cao nhất. You understand that? When you see it doesn't, his chán chi is not the highest form of chán chi. Not yet. He still resists conditions. He still opposes conditions. That's no chán chi. Yeah. Thùng duyên. I was about to explain that to you. I will explain that to you tomorrow night. That's Bodhidharma chán. Cái đó là cái thiền của ngài Bodhidharma. Tomorrow I explain that to you. Would you like to hear it tomorrow night? You want to learn it, have to come back tomorrow night. Okay. And if you have better things to do on Wednesday night. Part 2. Do you understand that? I'm teaching you the highest form of chán chi here. That's based on Bodhidharma. Thầy nói cái gì? Nghe là ngày mai thầy mới giảng cái phần này, tại vì cái phần này là phần cái pháp thiền thất của ngài Bodhidharma, chứ không phải của ngài Hư Vân. I don't teach chi in chán chi dharma. I teach Bodhidharma chán chi dharma. Thầy dạy cái pháp cao nhất của thiền tông mình. Yeah. My chán chi is kind of weird. I abuse people and I torture people, and you know, these externalists, they don't understand. They say, "Oh my God, my legs, my legs, my legs, oh my legs, oh my legs." These guys are savages. Our chán chi is very demanding. Thiền thất mình dễ sợ lắm. Okay. Vậy thôi. Cái đó tự động phải hiểu. Tức là tự hiểu. Nó tự động mình sẽ hiểu ra như vậy, hiểu thêm như vậy. Người ta làm mới hiểu được, không làm không hiểu được cái đó. Mấy cái chân nó mà đau không chịu xả, còn sợ đau chân nào, không đi tới đâu hết. Đúng vậy thôi. Đúng vậy thôi. Kệ đó. Kệ đó. So that the first test you're going through, it shows whether you're willing to have faith in the process or not. It will take care of itself. If you don't even have that faith, you cannot practice chan. Chan is not for you. Okay? Okay, anyone else? I'm talking about the cat out. See, this is chan, not son. It's not son. It's chan. This is why I keep on calling it chan, not zen, not son, not thiền, not meditation, not vipassana, not whatever. This is chan, as per Bodhidharma, as per the chan patriarchs. Okay?
Okay, well, you need to go. Back to bed. Okay, why don't we take a break and resume at 11 o'clock. That's our last sit. Okay, as usual.